thấy chưa? Chào mọi người, một ngày mới an lành hạnh phúc ở một miền quê. Một ngày lại trôi qua rất là nhanh đó mọi người. Giờ bình minh cũng đã thức dậy, ánh sáng của mặt trời lấp lánh. Mùa đông gió hơi se se lạnh. Chúc mọi người một ngày an lạc hạnh phúc, tâm thần an định, trí tuệ sáng suốt. Bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay mình chuẩn bị để bó đòn. Cái bó đòn này thì mình cũng đã làm những cái video trước rồi, nhưng mà ngày hôm nay mình cũng có một cái sáng kiến mới, cho nên mình muốn quay lại một đoạn video để mình làm bó đòn. Thì bây giờ tất cả đây là những cái nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị nha các bạn. Mình chuẩn bị nguyên liệu. Đây là đậu hũ sắp tươi, lá. Thì như mình đã chia sẻ những cái video là hồi xưa là thường thường là mình làm những cái loại bó đòn là người ta làm bằng đậu hũ ki này nè. Bà chị bạn của mình mua rất là nhiều đậu hũ ki để biếu mình. Mình cũng sẽ sử dụng, nhưng mà mình sẽ sử dụng ít chứ không có nhiều. Thì ngày hôm nay là cái bó đòn của mình là nó quan trọng chủ yếu là đậu hũ tươi, nhưng mình cũng sẽ làm một ít đậu hũ lá khô. Nó giòn lắm, mình để tủ lạnh nó giòn rụm rồi, cho nên mình sẽ ngâm nước nha các bạn. Ngâm lên cho đậu hũ lá nó dịu xuống. Mình sẽ xài khoảng vài trăm gram thôi chứ mình không có xài nhiều, tại vì mình sẽ chen vào. Thì bởi vì có rồi cho nên mình sử dụng rồi. Ngày xưa thì thường là người ta chỉ bó đậu hũ lá khô thôi, nhưng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng đậu hũ tươi. Thì bây giờ cái khâu chuẩn bị ở đây có hành, tỏi mình khử với dầu, và đậu hũ tươi, và hem. Đây là hem chai. Rồi một ít sườn non. Mình có một cái sáng kiến là mình sẽ làm cách mới nha. Và một hộp rong biển. Ở đây mình sẽ sử dụng rong biển, cái miếng rong biển để ăn nè mọi người. Rong biển Hàn Quốc. Cũng là của chị Hồng, là bạn của mình, chị Hồng biếu. Chị Hồng rất là dễ thương. Chị Hồng là người bạn thân thiện nhất ở trong đời sống của mình mấy mươi năm. Chị em lâu rồi không gặp lại, nhưng mà gặp lại thì cũng rất là mến nhau, thương nhau, phù hợp lắm. Thì mình giới thiệu sơ với mọi người, đây là đậu hũ lá tươi, sườn non. Mình sẽ sử dụng khoảng 2 miếng sườn non thôi, và khoảng 100 gram hem. Ở đây mình sử dụng, mình xài, mình bó khoảng. Hôm nay mình sẽ bó bằng lá chuối nha mọi người. Đây là lá chuối mình đã chuẩn bị nha. Mình sẽ cắt lá chuối hơi non cho nó dai. Nhìn lá chuối rất là đẹp. Đúng rồi mọi người, lá chuối rất là đẹp. Tại vì không có lá chuối hay hoặc là mình làm mà cắt tóc của mình bó bằng bọc đó, thì nó cũng được. Nhưng mà cái khâu bó bằng bọc đó thì có nhiều người ta kỹ là cho là nó là quá chất. Cho nên ở vườn ở quê thì mình có được lá chuối, mình sẽ tận dụng lá chuối nha các bạn. Đây là hem. Mình sẽ lấy khoảng 100 gram hem thôi. Mình không có sử dụng hết. Và đây là rong biển, mình sẽ lót vào cái đòn nha. Hem mình sẽ sơ chế. Mình sẽ cắt thật là mỏng hem nha các bạn. Bởi vì khi mà mình bó cái đòn này, mình sẽ lót hem vô trong kẽ giữa của cái đòn chả của mình. Cho nên mình sẽ cắt hem thật là mỏng. Để mình gói vô nên cho nó mỏng, đừng nó dễ, mình dễ cuốn lại. Nó dày quá là mình sẽ khó cuốn.
Mình nghĩ là mình sẽ làm khoảng chừng vài đòn trở lại đó mọi người. À, mình sẽ bó đòn gọn gọn thôi chứ mình không có bó đòn to nha. Mình đó mình bó cái đòn rất là gọn và có thể là mình sẽ làm một con lươn. Mình bó đòn nhỏ gọn và một con lươn. À, đây là hem và đây là sườn non và đây là dầu hành mình thử và mình sẽ chuẩn bị một ít hạt nêm. Mình sẽ chuẩn bị một ít hạt và khi cái đậu hũ của mình ngâm rồi xong mình sẽ vớt lên cho nó ráo nước nha các bạn. Mình sẽ vớt lên mình để cái rổ ráo nước. Mình hay trộn những cái gia vị sẵn trước như thế này. Mình sẽ làm khoảng một muỗng dung ăn canh nêm. Và chỉ là nửa muỗng bột ngọt. Mình sử dụng rất là ít bột ngọt và đường. Ở đây thì mình chỉ sử dụng hạt nêm nhiều nha mọi người. Thì cũng lùm lùm một muỗng đường thôi, không có quá nhiều. Và khoảng muỗng tiêu như thế này thì mình khoảng sử dụng khoảng 2 muỗng thôi. Có khi cay quá thì có người không ăn được cho nên mình không có sử dụng nhiều. Thì đây là cái cách mà mình trộn hạt nêm để mình chuẩn bị đó, mình nêm vô trong cái mình sẽ nêm nếm vô trong cái lá tàu hũ của mình nha mọi người. Có thể là mình sẽ cắt ra nó làm nó rất là dài cho nên mình sẽ chia ra làm đôi, mình cắt làm hai nữa. Ăn chay thì mình sẽ thấy nó cực, bởi vì tất cả những cái đồ ăn mà mình mua ở chợ thì mình ăn hoài không nổi cho nên mình sẽ chế biến nhà, nhưng mà thấy thì là cực nhưng mà mình hoan hỷ thì nó sẽ là niềm vui đó mọi người. Khi mình làm rồi mình chia sẻ với mọi người những cái video mình làm rồi mình cũng cho mọi người cùng thưởng thức thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc và an lạc. Đời người trôi qua rất là nhanh, thời gian mọi thứ thay đổi rất là nhiều cho nên mấy mươi năm sống ở trong cuộc đời này mình đã nhận ra một điều rất là tâm đắc, là mình được ăn chay niệm Phật, mình được biết Phật pháp, mình được biết nguồn cội của Phật pháp để mình có con đường, để có mục đích, để mình hướng, để mình quay về nguồn cội của tâm linh của đời người đó các bạn. Thỉnh thoảng thì đời người trôi qua rất là nhanh. Mình có nhớ ở trong một bài giảng của Đức Thầy có viết là nói về thời gian, trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chóng đổi thay. Chữ phù dân phú quý nay mai luân di chuyển dời qua đổi lại. Đời người qua nhanh lắm mọi người ơi, các bạn ơi. Mình được sống đến ngày hôm nay mà biết được Phật pháp là một điều rất là phước báo lớn lao. Mình rất hoan hỷ vì điều đó. Đây là sườn non nè các bạn. Sườn non mình đang xé ra mỏng mỏng để mà mình cũng lót để mình chiên vào cái đòn của mình đó nghe mọi người. Thì nói chung là cái đòn á thì người ta bó chỉ là đậu hũ lá thôi, nhưng mà kỳ duyên của mình thích sáng tạo dữ lắm. Làm cho nó mới lạ, chế biến có mực, có hương vị mọi người cùng thưởng thức với mình là
Nói chung là mình thay đổi cách thức để làm đó mà. Thì mọi người thích thì tiếp tục làm, còn nếu mình không thích thì mình cũng cứ làm kiểu y như mình mọi người đã làm. Nhờ mình thì luôn luôn muốn sáng tạo chế biến những cái đồ mới lạ lắm. Rồi như vậy là bắt đầu tới cái khâu mình sẽ ướp nha các bạn. Mình sẽ ướp hạt nêm với hồi nãy mình đã trộn rồi đó, thì mình sẽ ướp một ít vào. Trước tiên là mình sẽ ướp sườn non đi. Mình sẽ ướp cho nó thấm sườn. Khi cái miếng sườn này á, nó mỏng như thế này là một lát mình ướp xong mình sẽ để riêng qua. Nồng. Thời tiết cũng trở mùa đông rồi, cho nên cảm giác mát mát lạnh lạnh cũng dễ chịu. Ở đây miền Nam này, miền Tây Nam Bộ mình không có nóng nhiều như ở miền miền Bắc ở ngoài kia. Mình sẽ ướp từ miếng như vậy nè, có khi mình làm biếng cái mình đã làm ha, rất là giả chiến, nhưng mà ngày hôm nay mình làm chi tiết nha mọi người. Mình ướp như thế này nè, nó vừa đều mà nó vừa thấm đều cái miếng đậu hũ kỳ của mình. Có khi mình làm quá nhiều công việc cái mình làm hơi ẩu, ngày hôm nay mình làm chi tiết nè. Thật ra thì khi mà công việc nó nhiều quá mà mình làm mà mình gấp thì nó không tốt, cho nên ngày hôm nay mình sẽ làm chi tiết cho mọi người thấy nha. Vì những cái món ăn mình chia sẻ thì mình thích làm cho nó tỉ mỉ để cho mọi người cùng theo dõi để mà nhìn thấy cho dễ làm lắm, rõ ràng chính xác để làm. Chỉ là những cái khẩu vị tùy theo gia đình của mình thôi, nhưng mà những cái chi tiết này thì mình muốn làm cho mọi người được nhìn thấy rõ, dễ làm. Rồi, khi mà mình ướp rồi mình sẽ để khoảng chừng 5 phút hay 10 phút, 15 phút gì đó tùy theo cái thời gian mình, nếu mà mình không có mình bận rộn việc khác thì mình cũng cứ để nó đi nha các bạn. Thế khi mình sẽ đợi lá chuối nó héo. Tại vì mình cắt lá chuối sớm thì mình để khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng có nắng thì lá chuối nó mới có thể là nó sẽ được dịu lại, mình bó nó mới dễ. Còn nếu mà lá chuối nó không dịu thì nó sẽ giòn, mình khó bó lắm. Còn bọc thì mình bó nhanh được, lúc nào mình cũng có thể làm, nhưng mà lá chuối thì mình phải đợi nắng đi. Cho nên mình ướp trước như thế này rồi mình để khoảng chừng vài chục phút, nửa tiếng 1 tiếng gì cũng được, không sao, nó thấm vào thì mình bắt đầu bó cũng được. Thì bây giờ nó đã xong cái khâu mình ướp rồi đó, thì mình cũng cho hành tỏi vào nữa nghe mọi người. Cho hành tỏi vào mình bó nó rất là thơm. Thì ở đây là cái món này là đậu hũ, mình nhờ cái hương vị này nó làm tăng cái khẩu vị mà thơm ngon rồi của cái chả đòn của mình đó. Nếu mà nó thiếu cái này là mình không ngon nha mọi người. Cho nên lúc nào mình làm mình cũng có khử cái hành tỏi nói chung hết trơn, là để mà mình ướp đừng mà cho nó thấm rồi nó thơm, khi mình bó ra mình nó ra cái miếng đòn đó là nó thơm. Mình ăn mình chỉ chấm muối tiêu thôi hoặc là mình ăn không cũng rất là hấp dẫn. Vậy mà cái khâu hành tỏi mình khử lúc nào cũng có. Mặc dù là ăn chay, mình không phải là nhà chùa đâu, nhưng mà những cái hương vị này thì nó đòi hỏi là có để mà mình làm cho tăng hương vị ngon hấp dẫn nha. Rồi xong. Mình để nó đi là mình sẽ đợi thời gian, nếu mà mình lá chuối dịu mình sẽ bó nha các bạn. Quay đi. Như vậy là mình sẽ tiếp tục để mà cái khâu chuẩn bị để mình gói đòn nha mọi người. À, đây là đậu hũ trứng mà mình trộn để mà mình trộn ở trong đây là đậu hũ tươi, đậu hũ trứng, xin lỗi. Mình nói lộn, không có xài đậu hũ tươi. Đậu hũ trứng, rồi sườn non, đậu hũ lá. Ở đây sẵn mình có thì mình cắt để vô luôn. Hành, hành phi, hành tươi, tiêu, gia vị. Sườn non đâm ra, và ở đây ngày hôm nay mình cũng sẽ chế biến và sáng tạo là thêm là nó có hèm nữa,
mình cũng bọc một ít hành vô cho nó thơm. Như vậy thì cái khâu này là mình có thể một hồi mình sẽ bó thêm con lươn, mình sẽ làm nhân ở chính giữa này nè mọi người. Mình làm nhân của con lươn, mình sẽ để vô mình làm cái ruột của con lươn nha. Thì mình dồn hú qua bao nhiêu thì dồn còn bao nhiêu mình sẽ làm chế ra nhiều món. Đây thì mình sẽ chuẩn bị dây nha. Dây mình bỏ đòn mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Được nữa. Bây giờ cái khâu chuẩn bị mình sẽ gói đòn. Mình chuẩn bị dây trước. Ở đây mình không có xài dây của lá chuối mà mình sẽ xài dây ni lông nha mọi người. Dây cột thì mình không thể mình chẻ dây chuối kịp, mình có thể sử dụng dây ni lông nó tiện hơn, bởi vì mình bó ở ngoài cũng không sao. Mình chuẩn bị sẵn lá chuối. Ngày hôm nay mỗi một đòn như vậy thì mình sẽ gói khoảng 2 miếng lá chuối. Mình sẽ để 2 miếng lá chuối bó. Tại vì lá chuối của mình cắt hạn chế lắm, mình độ chừng khoảng chừng vài ba đòn thôi. Rồi, bắt đầu mình gói nha, mọi người theo dõi nha. Mình nghĩ là gói bằng lá chuối nó rất là ngon đó các bạn. Đầu tiên là mình sẽ xếp một cái lá đậu hũ lá, xong rồi kế tiếp mình sẽ xếp một, thôi mình sẽ xếp lá rong biển trước đi, vì cái lá rong biển này rồi tiếp theo là mình sẽ xếp sừng non. Mình xếp cho cái đầu nó gọn lại nha. Đây là tàu hũ kỳ khô mà mình đã ngâm đó mọi người. Mình đã ngâm nó nở ra rồi. Có thể là mình sẽ làm cái da ở ngoài cũng được nữa. Mình để nó qua một bên. Tại vì đậu hũ kỳ tươi này nó mình sẽ dùng nó để mình cuốn ở ngoài nha. Rồi dùng nó để mình ốp ở ngoài. Nó dai. Nó rất là dai. Một hồi mình sẽ cuốn nó lại. Rồi đây là một cái lá đậu hũ thứ hai. Vì cái lá đậu hũ này mình sẽ xếp. Ở đây thì mình sẽ xếp. Tại vì khi mà mình làm hem chính giữa như thế này thì mình gói lại nó sẽ gọn hơn. Rồi. Như vậy thì mình sẽ xếp thêm một đường rong biển nữa. Đây là cái món kỳ duyên mình tự sáng tạo nha mọi người. Cho nên mọi người có thể có rong biển thì mọi người làm. Còn nếu không thì mọi người cũng có thể gói hem với lại sườn non. Rồi, như thế này thì mình bắt đầu cuốn lại nha mọi người. Mình cuốn lại, mình chuẩn bị định hình cái đòn của mình á. Thì chỉ là ăn của gia đình thôi, chứ mà mình chịu khó làm cực công một chút, nhưng mà nó sẽ ngon hơn người ta gói bán á các bạn. Thì mình làm cái đòn rất là gọn, không cần phải lớn. Rồi. Mình sẽ túm đầu lá chuối lại nha. Ở đây mình không cần thiết phải làm như là mình gói bánh tét đâu. Mình chỉ làm theo cái kiểu là mình gói cái đòn này nó chỉ đủ dẻ và nó tròn là được rồi. Cho nên
không có cần thiết mình phải làm giống như người ta gói bánh tét. Mình định hình cái đòn của mình như thế này nè mọi người. Thì bây giờ mình sẽ có một cái khâu ở bên ngoài là mình sẽ cuốn cái lá chuối của mình theo cái hướng nào mà nó có thể là nó không bị rách đó. Mình cuốn thêm. Cái đòn này mình hấp rất là nhanh nên mình có thể làm hai lớp, ba lớp lá chuối cũng được. Rồi mọi người có thấy là cái đòn của mình nó rất là chuẩn chưa? Rồi mình sẽ cột nha mọi người. Ở đây thì dây của mình đó là mình cột mình nên định hình nó hơi chặt nha các bạn. Tại vì nếu mà mình cột không chặt thì nó không vẽ cái đòn của mình đó nha các bạn. Cho nên quan trọng là chúng ta sẽ cột cái đòn của chúng ta cho nó vẽ mới được. Mình hơi siết cái tay mình một chút. Đầu tiên chúng ta sẽ quấn một lượt như thế này đi cho nó nhanh đi, cho nó định hình cái đòn của mình đi. Rồi sau đó mình sẽ quấn chặt thêm. Rồi cái quay trở lại này mình sẽ quấn chặt một chút, đang chặt tay nha các bạn. Mình siết tay một chút nha. Để cho cái đòn của mình nó dẻ. Mình cần quấn siết như thế này cho cái đòn của mình nó được dẻ mọi người. Cái đầu tiên mình quấn định hình thôi. Tại vì cái đòn của mình ngày hôm nay á, thì mình sẽ làm cái kiểu như là nhỏ chứ không có to. Vì vậy mà mình xếp vô thì mình sẽ thấy cái đòn của mình nó sẽ ốm. Nhưng mà không có sao, mình cố tình mình làm nhỏ vậy đó. Mình cắt ra tại vì mình ăn nhà thì mình không có cần thiết là phải làm cho nó đúng dáng kiểu gì hết. Thiếu dây thì mình sẽ nối thêm như thế này. Xong rồi đó mọi người, mình chỉ cần siết dây lại nữa là được. Mình cảm giác cái đòn của mình nó rất là dẻ, cần phải dẻ vậy đó. Đằng khi mình hấp ra là nó cái đòn của mình nó rất là ngon. Chứ nếu mà mình không quấn dẻ như vậy mình hấp ra nó lỏng lẻo cái đòn mình lắm. Mọi người thấy mình bó rất là sạch, rất là chặt. Đây là cái đòn đầu tiên. Mình sẽ để qua một bên. Rồi cứ như vậy mà mình gói tiếp nha các bạn. Mình cứ gói tới đi. Mọi người bắt đầu gói từ từ tới. Mình chỉ sử dụng có hai tấm lá thôi, một cái tấm lá trong như một cái tấm lá ngoài. Mình sử dụng hai tấm lá như thế này. Và tiếp theo thì mình cũng sẽ lấy cái miếng đậu hũ lá khô mình lót ở ngoài nha, vì mình lót đặng mình cuốn vô đặng mình bao nó lại. Nói chung thì cái lá là nó dai. Mà đậu hũ tươi của mình nó cũng dai nữa. Đậu hũ tươi khi mình bó ra thì nó rất là mềm. Nó mềm và nó rất là dịu. Nó dai, nó mềm, nó dai, ngon lắm. Thì mình cũng có thể chuyển đổi lại là mình sẽ đổi lại là mình sẽ để hem trước. Hồi nãy là mình để cái trước thì mình đã để sườn non, và cái tiếp theo này thì mình sẽ để hem nha các bạn. Thì mình cũng chỉ đổi tới đổi lui thôi chứ cũng không có khác gì hết. Rồi tiếp là mình sẽ xếp thêm sườn non.
đậu hũ lá tươi nó cũng nhiều lắm, cho nên đậu hũ lá khô mình cũng có thể xếp chồng lên thêm. Tại vì khi mà mình xếp chồng lên thêm như thế này á, thì bó nó dẻ vô nó rất là dai, dai và ngon. Này là những cái đồ mình sáng tạo mọi người. Có lẽ không ai làm giống mình, nhưng mà mình chỉ hướng dẫn để mà cùng rút kinh nghiệm mà làm với nhau nha các bạn. Chứ thật sự mà nói thì cái món bó này người ta không có làm người giống cái kiểu của mình đâu. Mình chỉ là sáng tạo thôi nha. Thì đứa trai kỳ duyên của mình thì khoái sáng tạo và cái đồ mới lạ lắm. Vì ai ta cũng làm giống nhau hết rồi. Cho nên với mình thì mình thích làm cái gì nó mới mới lạ lạ đi, cho nó khác người khác. Nên là mình không có thích làm những cái đồ mà giống người khác người ta làm, mình sẽ làm theo cái kiểu của mình đó. Mình có kinh nghiệm mới lạ, tại vì món chay thật sự mà nói thì nó lòng vòng nó cũng không có gì đặc biệt ở đâu đó mọi người ơi. Cho nên tất cả những cái đồ mình làm ở đây thì mình muốn sáng tạo cho nó mới lạ lên chưa. Lòng vòng thì cũng chỉ là đậu hũ không thôi, nhưng mà mới lạ thì là cái kiểu mình chế biến theo cái ý thích của mình đó mà. Rồi quấn lần hai là mình siết cho ngang, các bạn nhớ vậy đó nha, mình siết tay của mình cho chặt nha. Đầu của mình nó thật là dẻ. Cái đậu hũ tươi này mình hấp nó rất là nhanh nhanh chín, mình hấp khoảng 45 phút là nó đã chín dẻ rất là ngon, nó không có giống như đậu hũ kỳ khô. Vì vậy mà bây giờ mình rất là thích tận dụng cái đậu hũ lá tươi đó, nhưng mà bây giờ có thì mình cũng sẵn đây để mình sử dụng luôn thôi. Chứ đậu hũ kỳ khô bó nó rất là dai, nhưng mà nó kiểu nó sẽ cứng chứ nó không có mềm dai như đậu hũ tươi. Rồi như vậy là mình đã định hình xong một đòn nữa rồi đó các bạn. Cột cho nó chặt, nó đừng có bị xúc dày ra nha. Nó xúc dày ra nó không có dẻ cái đòn của mình. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành một cái đòn chả thứ hai. Mình cảm giác bó bằng lá chuối đẹp lắm đó các bạn, và nó cũng sẽ rất là an toàn cho sức khỏe và ngon, đẹp lắm. Mình hài lòng với cái đòn chả mình bó bằng lá chuối lắm. Nếu mà ở vườn quê mình tận dụng lá chuối và chuẩn bị để mà gói lá thì nó rất là ngon và phương tiện. Còn gói bằng bọc quá thì nó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi các bạn ơi, nó không có bằng. Cho nên mình thích lắm, mình thích gói bằng lá như vậy lắm. Thì bây giờ ở đây mình sẽ còn một đòn nữa, mình sẽ chế nó giống như là con lươn nha các bạn. Mình sẽ làm giống như là con lươn, tại vì khi con lươn thì mình sẽ bó hơi dài hơn, mình sẽ làm cho nó dài hơn, cái lá chuối của mình nó dài hơn. Mình sẽ làm dạng con lươn, hình dạng của con lươn, cho nên lá chuối này nó sẽ dài hơn một chút nha.
rồi mình khoanh nó lại. Theo mình nghĩ chắc là hình dạng con lươn này nếu mà mình làm, mình có thể làm bọc chắc nó định hình dễ hơn rồi mình quấn lá chuối không mọi người. Mình thấy quấn lá chuối không có lẽ nó hơi khó. Mình sẽ thì để thôi mình xem coi, xem coi như thế nào. Ở đây con lươn thì mình sẽ gói bằng cái nhân, cái ruột con lươn là mình làm bằng một cái loại đậu hũ trứng mình trộn nhưng mà mình dồn hũ qua đó mọi người. Thì mình sẽ làm cái ruột của nó là như thế này nè. Mình sẽ làm cái ruột của nó là bằng đậu hũ trứng để mình làm cái ruột của con lươn. Mình thấy người khác người ta làm không có giống của mình nhưng mà mình làm như thế này nó sẽ dẻ, nó không có rớt và cái nhân ra nha. Mình sẽ cuốn từ từ vô như thế này, có lẽ mình sẽ định hình con lươn này bằng cái bọc, mình thấy chắc nó hay hơn đó mọi người, tại vì mình không biết cuốn lá chuối rồi nó sẽ dẻ tới, nó dẻo tới mức nào nha. Mình thấy cái dạng con lươn của mình nếu mà mình bó mình để trong cái bọc chắc nó phải an toàn hơn quá. Như vậy thì khi mình bó rồi cái mình khoanh tròn lại nó sẽ giống con lươn hơn. Để mình sẽ uống bọc ni lông như các bạn. Tại vì mình cũng không muốn sử dụng bọc ni lông nhưng mà bây giờ cái dạng này nó phải dùng cái bọc ni lông nếu mà mình định hình nó dễ hơn. Tại vì cái chiều dài của con lươn nó hơi dài, nếu mà mình làm sơ xúc đó thì nó sẽ không dai, nó không chắc. Vì vậy mà cái này mình sơ lược là mình sẽ bó, mình sẽ cột con lươn dòng một cái. Mình sẽ để con lươn vô cái bọc mình định hình nó, mình cột. Không có nhiều giải pháp rồi thì mình sẽ tận dụng nó chứ không biết sao. Rồi mình sẽ quấn nó lại, cái bọc nó sẽ giữ cái hình con lươn dễ hơn. Rồi trước tiên mình cũng sẽ quấn cho nó dẻ. Mình quấn trước thì nó dẻ rồi mình mới có thể là mình khoanh nó lại nha mọi người. Dịnh dịnh ra. Thôi anh buông cái đầu đó ra đi. Anh dịnh mà không được.
rồi nó dài cho nên cái hình dáng này mình phải phải làm cho nó định hình lại nha mọi người. Cái hình dáng thì mình phải làm cho nó định hình lại thì nó mới có thể là nó giữ được. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà mình làm con lươn chứ mình cũng chưa từng làm bao giờ hết trơn, mình cũng chỉ sáng tạo để mà mình thí nghiệm thôi nha các bạn. Cho nên có lẽ là thành công hài lòng mà có lẽ nó cũng sẽ không hài lòng. Bởi vì đây là tất cả những cái khâu mà mình sáng tạo mới mình làm thôi, chứ mình cũng không có theo cái ý của ai hết, mà mình chỉ làm theo cách của mình thôi. Vậy mà mọi người sẽ thấy mình làm nó hơi lộng cộng, nó không có chuyên nghiệp đâu nha. Mình làm nhà mà các bạn, đúng không? Chắc ai cũng lộng cộng giống như mình vậy đó. Nó quan trọng là trong cái ruột nó sẽ vẽ và nó định hình theo đúng cái ý của mình nha. Còn bây giờ là mình bắt đầu mình khoanh nó lại. Mình nối dây thì mình khoanh nó lại để mình định hình. Rồi xong. Đây là con lươn mình đã bó bằng cái bọc, mình định hình xong. Lần đầu tiên mình cũng chỉ mới làm thôi, chưa biết kết quả như thế nào, nhưng mà coi cũng được được ha mọi người. Mình thấy những việc mình làm á thì thật ra nó không có khéo léo gì, nhưng mà mình hài lòng là mình tự làm, chứ mình chưa có học, mình không có học hỏi của ai hết. Mình chỉ tự sáng kiến mình làm thôi. Rồi còn cái đoạn cuối cùng nữa là xong. Rồi thì đây là một cái đòn chả cuối cùng mà mình cũng sáng tạo ra nha. Cái đòn chả này mình sẽ gói bằng cái lá rong biển của mình cuốn ở ngoài nha mọi người. Mình sẽ xếp cái lá rong biển như thế này để mình gói lại. Thì đây là một cái đòn chả mà cũng là kỳ duyên mình sáng kiến nha. Chứ không phải là ý của ai hết, mà gia đình mình làm, mình sẽ sáng kiến cho mọi người thấy. Thì đây là ý kiến mà các bạn có thể làm theo kỳ duyên của mình, mà nếu có rong biển, còn không thì thôi. Thì mình cũng chia sẻ video này, thì nếu có điều kiện có rong biển thì mọi người cũng nên làm. Thì đây là một cái đòn chả mà kỳ duyên mình sáng tạo đó các bạn. Nó cũng thuộc loại là mình làm theo cái ý tưởng riêng của mình thôi nha, chứ mình cũng chưa từng thấy ai làm đâu. Vì vậy mà mình cũng muốn chia sẻ một chút xíu cho mọi người coi. Thì bây giờ ở đây là mình đang có đủ thứ những cái nguyên liệu là sườn non, rồi rong biển, rồi đậu hũ ki tươi, đậu hũ ki khô. Mọi thứ đều có. Và đậu hũ trứng thì mình cũng có hết. Vì vậy mà mình muốn chia sẻ những cái
cái cách thức mình làm ở đây. À, thì có lẽ là tất cả đều là cái sáng kiến mới hết thôi, nhưng mà kết quả thì như thế nào thì để xong rồi mình mới thấy. Thì mình có được bao nhiêu nguyên liệu ở đây thì mình sẽ sử dụng hết cho các bạn. Rồi bây giờ đây là một cái đòn chả cuối cùng của mình. Mình cũng chia sẻ với mọi người nha. Đó. Cái miếng rong biển của mình thì mình cũng sẽ gói lại như thế này nè các bạn. Nó sẽ gọn. Mình gói cái đòn này của mình. Có lẽ cái đòn cuối cùng nó hơi mập. Nó mập một chút nhưng mà mình thấy nó mập thì là theo mình thôi. Nhưng mà theo theo người ta bán thì người ta gói cái đòn to lắm. Chứ không có giống như mình gì đâu. Còn mình làm thì nó hơi nhỏ nhưng mà cái đòn này mình thấy nó to đối với mình. Rồi mình sẽ cuốn bằng lá chuối nha mọi người. Ở đây mình quấn bằng lá chuối. Mình sẽ định hình cái đòn của mình bằng lá chuối. Thấy nó to nhưng mà khi mà mình siết lại chắc nó cũng không có to lắm. Đây là cái đòn cuối cùng. Được rồi đó anh. Chỉ còn cột nữa là xong rồi. Chỉ cần cột nữa thôi. Cột cũng giống như mấy đòn trước nãy giờ mình đã làm vậy đó. Hấp khoảng 45 phút nó không đủ thì mình sẽ hấp khoảng 50 hay là 55 phút cũng được. Chả đòn của mình sẽ thăm thử nha mọi người. Đây là con lươn của mình nè các bạn. Mình có phải lấy con lươn ra trước kìa. Ở đây mấy cái đòn của mình. Cũng có thể mình sẽ lấy luôn nha các bạn. Mình cảm giác là nó đã chín rồi đó. Mình thấy nó thẳng gan, nó phịch lên dữ lắm. Cho nên mình cảm giác nó chín. Mình sẽ lấy ra luôn nha mọi người. Rồi. Ai đi đà Phật. Mình sẽ để khoảng chừng 20 phút sau nó nguội. Rồi mình hạ cắt, lấy ra, lấy dây ra thì cho nó dẻ. Rồi mình thấy nó đã nguội một phần rồi đó mọi người. Thấy nó đã nguội rồi, tới cái khâu mình sẽ cắt dây để mình lấy chả ra nha. Mình bó bằng lá chuối, mình thấy nó thơm lắm đó các bạn. Rất là thơm, mùi lá chuối thơm. Cái hương vị đặc trưng. Dù gì thì cây lá của thiên nhiên nó cũng tốt hơn mình làm ba cái bọc ni lông quá chất, nó không tốt cho sức khỏe của mình. Biết như vậy nhưng mà nếu mà nó không thuận tiện thì phải làm, bắt buộc mình phải làm đấy các bạn. Nhưng mà nó có thì mình làm nó rất là tốt. Mình sẽ tháo con lươn nữa nè nha mọi người. Con lươn của mình thấy vậy cho nó còn nóng á. Nhưng mà mình cũng sẽ tháo từ từ thôi. Thành quả của mình khi có khi mình gấp. Có khi mình gấp lắm. Mình muốn biết nó như thế nào thôi. Mình ham gỡ lắm. Nó còn nóng mà mình cũng muốn gỡ ra. Đó thì đó là tâm lý đúng không mọi người? Là ai cũng chắc giống nhau quá không? Mình cũng vậy thôi. Nên là mình làm xong rồi mình rất là wow.
Đây là cái đòn rong biển rất là cực kỳ đẹp. Mình không biết là người khác người ta làm người ta có hoan hỷ với cái công trình của họ không, nhưng mà mình làm thì mình rất là hoan hỷ với những cái công trình của mình làm đó các bạn ơi. Mình thấy nó hài lòng với mình á. Bởi vì công sức của mình bỏ ra thì nếu mà nó đạt được kết quả tốt thì thật là một điều mỹ mãn, đúng không mọi người? Việc lớn hay là việc nhỏ gì cũng vậy hết. Đó là tâm lý chung trong cuộc sống mà ha. Thực chất ra cái đòn mình làm gói rong biển mọi người nhìn thấy rất là tuyệt vời, ngon lắm đó mọi người. Mình cũng sẽ cắt thử cái đầu nha, mình cắt thử cái đầu, mình thấy hài lòng lắm. Như vậy thì một lần thử nghiệm nữa đã thành công của bếp chai kỳ duyên mình rồi đó mọi người. Bó bằng lá chuối, lần đầu tiên mình bó bằng lá chuối mà cũng là lần đầu tiên mình gói cái chả đòn mình sáng kiến này luôn. Như vậy thành công thì chia sẻ với mọi người như thế này, thì mai mốt mọi người cùng làm với bếp chai kỳ duyên mình nha. Wow, cái đòn của mình cũng dễ thương lắm. Đây, rất là tuyệt vời. Rồi mình bó bằng đậu hũ lá ở ngoài, cho nên nhìn thấy nó hơi nhăn nheo một chút, nhưng mà nó dẻ lắm. Mình thấy rất là dẻ, nó nguội nó còn dẻ nữa đó các bạn. Rồi mình để tủ lạnh nữa. Khi mình để tủ lạnh mình ăn lâu là nó dẻ, thật là dẻ luôn. Nó dẻ hơn mình nghĩ á. Mình chỉ mới tháo ra nó còn nóng như vậy mà mình thấy nó quá dẻ luôn rồi. Thì như vậy thì cái kết quả là khi mà mình để nó nguội là nó dẻ nữa. Mình chú ý là mình sẽ bó cho nó chặt như thế này nè, thì nó rất là dẻ cái đòn của mình. Rồi, hù quá nóng, wow. Hù quá, mình quá hài lòng với những cái đòn chả của mình đó mọi người ơi. Mặc dù là lần đầu tiên kết quả của mình tiếp tục mình sẽ gỡ cái con lươn này nha. Con lươn này bó nó lầm vòng lẳng quẳng lầm quăng quá, cho nên gỡ hơi cực. Có lẽ mình sẽ để cho nó nguội luôn á mọi người, nóng quá chưa nguội. Thì mình sẽ thưởng thức trước những cái đòn của mình nha. Đầu tiên là mình sẽ thưởng thức wow, rất là ngon. Và cái đòn bó bằng rong biển đầy. Đây là kết quả của những cái chả đòn của mình nha mọi người. Mình nhìn thấy nó rất là tuyệt vời, dẻ dặt và rất là ngon. Và mình muốn chia sẻ mọi người cũng làm thành công giống như mình nha. Rồi thâu cuối cùng chỉ là mình chỉ thưởng thức nha. Mời mọi người cùng thưởng thức và làm với bếp chai kỳ duyên mình nha. Ăn thử đi nha anh. Được không? Ừ, răng mình thấy rất là tuyệt vời đó mọi người. Thơm mùi rong biển, dai, rất là chất lượng. Mình quá hài lòng với cái lần chả của mình thật. Quá ngon luôn, cực kỳ là ngon. Mình chỉ chia sẻ cho dì của mình một đòn. Đây là món quà dễ thương mà rất là tuyệt vời. Cùng với bếp chai kỳ duyên mình làm những món chai đơn giản tại nhà nha mọi người. Ngon lắm. Miếng nữa nha. Chồng mình là người chuyên gia thưởng thức và quay phim, cho nên ăn có dở thì cũng nhận xét nha. Rồi được rồi. Rồi đây là con lươn chai của mình đã tháo dây ra hết rồi nè mọi người. Nhìn nó dễ thương dữ lắm. Mình nói con lươn, còn ông xã thì mình nói giống ruột con bò. Mỗi người có cách nhìn khác đi. Mình thì ý định là mình bó con lươn. Bây giờ hấp chín rồi xong nó dai, nó rất là dai. Rồi mình sẽ chiên sơ nó lại. Rồi sau đó thì mình để tủ lạnh. Thì khi mà mình muốn ăn thì mình sẽ chế biến rất là nhiều món. Ở trong đó thì có món lẩu lươn hay hoặc canh chua lươn
hay hoặc là mình muốn cắt con lươn ra để mình ăn ăn đồ nguội thì nó cũng ngon nữa đó. Bởi vì mình bó ở trong đây nó rất là nhiều gia vị, có cá ruột. Thì bây giờ là cái khâu mà mình chiên sơ. Mình thì nói là con lươn, ông xã mình nói giống con bò, nhưng mà nó cà lằn hoằng lèo mèo như thế này thì kệ nó đi, con gì cũng được. Tại vì đồ chay thì mình cũng chỉ là đặt tên để gọi thôi, thì nó cũng là con gì cũng được nha các bạn. Thì mọi người cùng làm với mình đi. Cái bếp chay kỳ duyên của mình thì đại đa số là mình làm là với cái cách chế biến của nhà của mình sáng tạo ra nên không à, cho nên giờ nó ra con gì cũng được. Nhưng mà chủ yếu là quan trọng là chất lượng nó ngon thôi. Có khi mình làm hình dạng nó không có đẹp đâu các bạn, giống như người ta làm bán đâu. Thì bếp quê, bếp vườn, với lại mình là những người học hỏi sáng tạo thôi. Vì vậy mà mình chỉ chia sẻ theo cái kiểu cách của cách mình mà sáng kiến để mình làm. Thì các bạn cũng thông cảm nha. Mình là bếp quê, bếp vườn, mọi người của mình cũng là người vườn quê. Thì thành thị hay vườn quê gì thì chỉ khác nhau ở chỗ nhộn nhịp và... Rồi, mình chỉ chiên sơ như vậy thôi nha mọi người. Mình không cần phải chiên cho nó quá vàng đâu. Tắt bếp đi. Rồi, chiên sơ thì mình sẽ để vô tủ lạnh. Lúc nào mình cũng có thể ra chế biến món gì cũng được. Rồi, như vậy là cái bếp chay kỳ duyên của mình ngày hôm nay thì gồm có là chả đòn. Mình làm nhiều món lắm. Mình bó những cái đòn chả rất là hài lòng. Như vậy là đã xong. Mời mọi người cùng thưởng thức và làm với bếp chay kỳ duyên mình nha. Chúc một ngày mới an lạc, hạnh phúc. Mình cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi. Chúng con nguyện chân thành tha thiết mười phương chư Phật, Quan Âm Bồ Tát, chính thần trời cao đất rộng, hào quang Đức Phật A Di Đà soi rọi cứu độ chúng sanh, tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ, dịch bệnh qua đi, nhân loại thiện lương, cơm no áo ấm, cùng chung tay để giúp đỡ lẫn nhau và làm những việc thiện lương nhân ái nhất có thể. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện mọi người được thân tâm an lạc. Tạm biệt mọi người.